Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong Tam Quốc, Tào Tháo. Nếu các bạn đã từng nghe Tam Quốc diễn nghĩa hay đọc qua về sử Trung Hoa, sẽ biết đến cái tên Tào Tháo. Thậm chí ngay cả cuộc sống hàng ngày của Việt Nam ta cũng vẫn thấp thoáng cái hình ảnh của ông qua nhiều lời ví von, kiểu nhanh như Tào Tháo đuổi hay đa nghi như Tào Tháo. Vậy hôm nay, hãy cùng dạo lại một vòng cuộc đời đầy truyền kỳ của vị đế vương này và đi tìm sự thật đằng sau những lời ví von đó. Trước tiên, nói về xuất thân của Tào Tháo thì có nhiều giả thuyết được đưa ra. Sách Ngụy Chí cho rằng Tào Tháo là con trai của Tào Tham, một vị tướng quốc của nhà Hán. Tuy nhiên, theo xét nghiệm một trường đại học của Thượng Hải vào năm 2013 thì hai người này chẳng có liên quan gì đến nhau. Còn theo như cuốn Tam Quốc Chí của La Quán Trung thì Tào Tháo là con trai của Tào Tung, là một đại thần của nhà Đông Hán. Thế nhưng, đào sâu hơn nữa thì mới biết là ông nội của Tào Tháo là một vị hoạn quan, có nghĩa là cha ông chỉ là con nuôi thôi. Chốt lại thì thiên hạ đều chẳng biết được dòng tộc thực sự của Tào Tháo là ai. Tào Tháo sinh vào khoảng năm 155, có tên là Mạnh Đức và tên hồi nhỏ hay còn gọi là Can Lợi. Bởi cha và ông nội đều có nhiều tiền trong tay nên thời thơ ấu của Tào Tháo rất sung sướng, chơi bời phá phách như ông trời con. Tuy ông lêu lổng nhưng lại rất ham mê đọc sách, đặc biệt là binh thư. Do vậy, những ai biết đến Tào Tháo đều phải gật gù khen ông thông minh và khá lươn lẹo. Khi Tào Tháo ép một danh sĩ đương thời là Lưu Thiệu nhận xét về ông thì người đó đã nói rằng sau này Tào Tháo ắt sẽ thành nhân vật hơn người. Một là năng thần thời trị, hai là gia hùng thời loạn. Đúng như dự đoán, thành một bề tôi năng thần thời trị chính là bước đệm đầu tiên của Tào Tháo. Năm 20 tuổi đã thi đỗ ra làm quan, khi ấy Tào Tháo nổi tiếng là một người cực kỳ liêm chính. Sau này, Tào Tháo lên chức giữ chức vị là tướng quốc. Ông liên tục đứng ra tố cáo các quan tham trong triều, xử lý thẳng tay những hành vi tổn hại tới quốc gia đại sự. Tiếc thay, qua một thời gian, mọi nỗ lực can gián đều không thay đổi được bản chất sa đọa của hoàng đế lúc đó. Tào Tháo thất vọng, cáo bệnh về quê. Bắt đầu từ năm 184, nhà Đông Hán rơi vào loạn lạc với cuộc khởi nghĩa của phe Hoàng Cân và Đổng Trác. Tào Tháo thử hợp tác với các quan trong triều, dương cờ, chu diệt nghịch tặc, phục hưng xã tắc. Tuy nhiên, khi liên quân tụ họp xong thì lại mâu thuẫn nội bộ, đấu đá lẫn nhau. Quá chán nản, mà bản chất là người có tài, có dã tâm, Tào Tháo quyết sẽ tự tay giành lấy quyền lực. Ông chiêu mộ binh mã, sau 12 năm tiến đánh đã gần như đàn áp được phe nổi loạn, thành công hộ giá đương kim hoàng thượng. Cái hay của Tào Tháo chính là ở chỗ ấy. Phải biết rằng với thế lực lúc đó, Tào Tháo thừa sức xưng đế, nhưng không. Bởi vì ông thừa biết nhà Hán không trụ được bao lâu nữa, nên ông chấp nhận làm bề tôi để không mang tiếng xoán ngôi, vừa mượn danh phò vua để cải tổ lại đất nước theo ý mình. Dọn sẵn đường cho thế hệ đi sau đi lên, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Tuy mang tiếng bề tôi, nhưng thực quyền lại hoàn toàn nằm trong tay Tào Tháo. Nắm quyền trong tay, thiên hạ mới nhận ra Tào Tháo không chỉ là tướng tài mà còn là nhà chính trị rất lỗi lạc. Ông điều hành cải tổ đất nước đâu ra đấy, ổn định hậu phương để tăng sức cho quân sự. Tuy nhiên, song song với danh tiếng là tai tiếng, cuộc đời cầm quân và trị nước của mình, Tào Tháo đã rất nhiều lần phán quyết vô lý và man dự. Điển hình như việc diệt cả nhà Lã Bá Sa chỉ vì nghi ngờ ông ta mài dao ám sát mình, hay chôn sống 7 vạn quân của phe địch mặc cho họ đã đầu hàng. Chính vì thế mà câu nói, tôi thà phụ người chứ không để người phụ mình, đã trở thành một dẫn chứng tiêu biểu cho triết lý sống của Tào gia. Đây cũng là một câu nói nổi tiếng mà rất nhiều người ghi nhớ mỗi khi nhắc tới nhân vật được cho là đại gian thần này. Có thể các bạn không biết, có một câu nói khác liên quan đến Tào Tháo bắt nguồn từ Việt Nam, đó là nhanh như Tào Tháo đuổi, đầu đuôi là thế này. Ngày xưa, Tiêu Chảy trong chữ Nôm là Tháo gia, từ Tháo này vô tình là đồng âm với từ Tháo trong Tào Tháo, thế mà các cụ bẻ cua sang Tào Tháo luôn để tránh nhắc tới bệnh nhạy cảm kia. Hài hước là ở chỗ khi gắn ghép như vậy, nghe thì vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Bởi lẽ đúng thực là Tào Tháo hành quân rất nhanh, kẻ địch nào mà bị ông đuổi chỉ có nước chạy trối chết không dám quay đầu lại nhìn. Còn khi hai bên đang giao tranh, một bên vừa kịp tấu lên rằng kẻ địch là quân Tào Tháo thì ngay lập tức quân Tào Tháo đã tiến đến sát mặt rồi. Thế mới có câu, vừa nhắc Tào Tháo đã đến là vì vậy. Không chỉ nổi tiếng vì hành quân thần tốc, Tào Tháo còn lừng danh với những trận chiến thuật rất tài tình và xảo trá. Điển hình là trận đánh cuối để diệt trừ những phản quân nhà Hán, Tào Tháo đã lấy 40.000 chọi thắng 120.000 quân. Sau khi giành lại toàn vẹn lãnh thổ nhà Đông Hán, Tào Tháo nhét người vào vị trí trọng yếu cho vua là Bù Nhìn, còn mình mang quân đi Nam Tiến, hòng mở rộng bờ cõi. Ban đầu khá thuận lợi, nhưng đến trận đại chiến Xích Bích với Lưu Bị, Tôn Quyền thì Tào Tháo bị thua trận. Từ đó ông gần như dừng hẳn ý đồ Nam Tiến. Đến năm 216, Tào Tháo đã uy hiếp hoàng đế nhà Hán, phát ra chiếu phong làm Ngụy Vương, cắt đất nhà Hán chuyển sang tên nhà Ngụy, lập con trai mình là Tào Phi là thái tử. Đến tháng Giêng năm 220, Tào Tháo qua đời thọ 66 tuổi, con của ông là Tào Phi phế bỏ hoàng đế lên ngôi, lập ra triều đại Tào Ngụy ở miền Bắc Trung Quốc. Bắt đầu thời kỳ Tam Quốc nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Khi ấy, Tào Tháo được truy tôn và trở thành Thái Tổ Vũ Hoàng Đế, hay còn gọi là Ngụy Vũ Đế. Tào Tháo ra đi sớm như vậy cũng một phần do tính đa nghi của ông đã hạ chết chính thầy thuốc của mình, thần y Hoa Đà. Hẳn các bạn còn nhớ lời ví von, đa nghi như Tào Tháo. Cái tính đa nghi đó đã nhiều lần cứu mạng ông khi hiểm nghèo, nhưng cuối cùng cũng chính nó lại khiến Tào Tháo lâm vào cảnh tuyệt vọng. Dưới ngòi bút của nhiều văn sĩ, Tào Tháo hiện lên như hình tượng xảo quyệt tàn khốc. Thế nhưng khi nhìn lại chính sử một cách khách quan thì mới thấy loạn thế tạo nhân tài. Tào Tháo anh hùng hay gian hùng rốt cuộc cũng chỉ khác nhau một chữ mà thôi, đành để hậu nhân tự có nhận xét của riêng mình.